Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Chúng ta biết tổng số cách chọn trong trường hợp này là mình chọn 6 người trong 16 người. Chúng ta sẽ có C6, 16. Như vậy câu B là đúng nha. Xác suất để 6 bạn được chọn có đúng 2 bạn nữ, thì có nghĩa là chúng ta sẽ chọn 2 nữ và 4 nam. Tại vì mình chọn 6 bạn thì chúng ta đã có 2 nữ rồi, như vậy còn là chúng ta sẽ có 4 nam. Thì chúng ta có 2 bạn nữ trong 9 bạn nữ thì chúng ta sẽ có C29. 4 bạn nam trong 7 bạn nam, chúng ta có C47. Chia cho cái số này. Bấm máy tính cục này ra. Chúng ta ra là 45 chia cho 286. Như vậy cái này đúng nha. Xác suất số bạn được chọn đều toàn là nam. Thì bây giờ toàn là nam thì chúng ta sẽ chọn 6 với 7 là chúng ta xong luôn. Bỏ cái số này đi. Thì chúng ta bấm máy tính cục này ra. Thì kết quả ở đây chúng ta sẽ có là 1 chia cho 1144. Như vậy câu này là câu sai, tại vì nó thiếu số 4. Xác suất số bạn được chọn ít nhất có một bạn nam. Thì bây giờ chúng ta lấy 1 trừ cái phần bù đi. Thì có nghĩa là 6 bạn nữ. Thì chúng ta bấm máy tính cục này ra. Thì chúng ta ra là 283 chia cho 286. Như vậy đáp án câu này cũng sai luôn. Như vậy chúng ta có đúng đúng sai sai. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.